thật dài. Nếu mà chúng ta như vậy chúng ta sẽ như này. Đó thì miếng này mọi người chú ý nhá, thì miếng này có thể thái thêm được này. Phần này cho chị cái đậm đi. Phần này thái thêm này. Được hai miếng này. Cái này vẫn có thể thái được nữa. Máy sử dụng bằng dây xích nên mọi người cứ yên tâm, rất là khỏe. Dụng cái nào không chạy thì chúng ta đặt xuống. Đấy thôi. Mọi người xem thành quả nhé. Đây là thành quả sau khi đã được thái lát, thái mỏng, sau đó thái sợi này. Tha hồ đẹp nhá. Thái sợi mỏng 1 ly. Đấy. Nó sẽ tự động rơi xuống đây.